Thưa quý vị, đến chúc Tết và chung vui cùng chúng tôi trong ngày hôm nay mùng 1 Tết 2024. Chào đón chị Mỹ Vân và anh Trí, là những người bạn, những người chị em rất là thân thương của Trầm Hương Nguyễn và Đức Tiến. Hôm nay khách đến với gia chủ là mời gia chủ là Trầm Hương sẽ có vài lời với anh chị nha. Hương Nguyễn xin cảm ơn anh Trí và chị Vân đã đến đây ngày mùng 1 Tết Thái Lộc đầu năm chung vui cùng công ty Trầm Hương Nguyễn. Và em mời anh Trí với chị Vân có lời chúc đến khán giả. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết của năm đầu năm 2024 là năm Thìn. Thì chị Mỹ Vân cũng xin thay mặt cho có những người bạn mà chưa đến thì chúc mừng cho công ty Trầm Hương Nguyễn một năm mới phát tài, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Ước gì được nấy nhé. Dạ, cũng nhân dịp đầu năm mới thì anh cũng xin chúc em và công ty của em được nhiều thịnh vượng, phát tài, phát lộc và một năm mới nhiều vui vẻ, hạnh phúc. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi, bây giờ em mời anh Chí và chị Vân hái lộc đầu năm đi ạ. Dạ. Dịch đó, rồi. Rồi. Hai trăm triệu. Dạ, 200 triệu. Rồi, cảm ơn chị Mỹ Vân rất là nhiều.